Rồi chào bác nha, chúc các bác một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay cửa hàng giao con của ta là 4508 đi nha bác. Máy về phân gan nha, đang bảo dưỡng cho khách hàng nha. Này con bác này, máy về phân gan nha bác, 4508. Bữa nay thứ hai ngày 26 tháng 2 nha bác, chốt về phan gan, về phan gan nha. Máy có chơi đẹp luôn các bác ơi, mấy bác chủ chốt rất mau gọn lẹ luôn nha. Bác chủ lấy kèm thêm một cái đu xế nữa nha các bác. Này ngon nè, long lanh từng ngóc luôn các bác ơi. Về phan gan này, gặp vỏ bác chủ đổi nha. Họ đang chà cái mông ở này sơn cho bác chủ. Các bác nhà mình đang quan tâm cái dòng 4508D này, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Cửa hàng còn rất là nhiều luôn, cho các bác mình lựa chọn thoải mái nha. Rồi đã sơn phết cái cọc mông trước cho bác chủ nha bác. Rồi đang bắt kiếm gì chằn ở sau này. Thính Ninh Thuận. Dạ Ninh Thuận. Về Ninh Thuận nha các bác. Dạ thành phố Ninh Thuận luôn hả? Dạ. Quê Ninh Thuận. Này máy rất là đẹp luôn nha các bác, 4508DI. Các bác nhà mình đang quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Này ông bác này, vô xe máy trực tiếp luôn nha, chốt rất là mau gọn lẹ luôn nha. Đang chờ xe đến là lên xe thôi. Này giờ về là mình xuống đồng mình chạy luôn hả bác, hay là chờ đến vụ? Giờ là chuẩn bị số vô vụ chạy luôn á. Là chuẩn bị vô vụ rồi hả? Vô dạ rồi, vô. Vì ông bác ở nhà cũng có xài mấy con 4508 này rồi nha các bác, 45 và 50 rồi. Cũng là gọi là há gành về đời mới rồi đó. Này vỏ nè, kệ cao luôn nha. Thôi chạy ra lên xe nha các bác ơi, 4508 máy về Ninh Thuận nha. Này mấy bác chủ nữa đây, có mua kèm hai mấy món đồ về gắn máy đi nha, ngồi đồ nè. Máy về Ninh Thuận nha các bác, 4508DI. Để ba cái. Các bác nhà mình đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng nha. Cái này vậy bác chủ kêu sơn phết ít thôi, sơn vỏ đầu cho bác chủ cho nó đẹp lại. Vỏ sao thì bác chủ hai vỏ hát rồi, hai mấy bác chủ này. Máy về Ninh Thuận, các bác nhà mình đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng. Máy chạy quá đã rồi các bác ơi. Này ông bác nha, rồi chúc ông bác về làm phát tài nha. Máy cài của ta là 4508 nha các bác, DI. Máy về Ninh Thuận nha, ông bác vô chốt rất là mau gọn lẹ luôn các bác ơi. Các bác nhà mình đang quan tâm các dòng máy Kubota hoặc Yanma đời mới thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Này ông bác này. Dạ. Rồi các bác nhà mình đang quan tâm các dòng máy nào hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực của Kubota và Yanma nha các bác. Này ông bác này, chào các bác nha ông bác. Này